Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 44, Thăm dò. Nếu đã nhìn thấy nhau, đối phương còn là trưởng bối vẫn nên bước ra chào hỏi thì hơn. Từ đình đến bờ hồ còn cách một đoạn, Trịnh Thập Cửu muốn tránh hắn sẽ quay người sang chỗ khác trước khi nàng đi tới. Có điều đối phương vẫn ung dung đứng đó chờ nàng đến gần, chỉnh đốn trang phục rồi nhỏ giọng thưa, "Thập Cửu thúc." Ban đầu Lâm Di còn ngại xưng hô như vậy không ổn lắm, nhưng thấy Trịnh Thập Cửu vẫn thản nhiên đón nhận thì đoán được vị này chắc quen đứng ở bối phận cao, thường xuyên nhận hành lễ của người khác. Nhóm bà tử dẫn nha hoàn đi thu dọn khoang thuyền các tiểu thư muốn dùng thuyền nên tất nhiên phải sông hương và đổi mới rèm tre, còn phải bày bát đĩa cùng trà và điểm tâm. Vạt áo xanh ngọc và tua rua màu phỉ thúy trên người chàng trai khẽ lay động trong gió, sức khỏe của Trần Lão Thái Thái thế nào rồi? Chất giọng thanh rõ kia luôn khiến người nghe phải ca ngợi. Lâm Di nhẹ nhún người thưa, phiền thập cầu thúc phải bận tâm, đã khá hơn nhiều rồi ạ. À? Dừng một thoáng nàng nói tiếp, chuyện lần trước. Tạ ơn thập cửu thúc đã hỗ trợ. Lời lẽ của cô nhóc này đầy ý dò xét, chút cảm kích xen lẫn cũng bị lấn át hoàn toàn, sao chàng lại nghe không ra chứ? Chàng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, có lời gì cứ nói thẳng đi. Đã được sự cho phép, nàng đúng là có vài chuyện muốn hỏi, có điều. Lâm Di liếc mắt nhìn Quất Hồng, Quất Hồng và Linh Lung liền lui lại hai bước, nàng mới yên tâm hỏi, thập cửu thúc cho tôi biết về phù dung các. Có phải muốn thông qua cha tôi giật dây trịnh gia và lâm gia không? Cha nàng bắt được thôi thủ thành, bên ngoài liền nổi lên đủ loại đồn đại, có người nói là trịnh gia nhúng tay, có người lại chĩa mũi rùi về phía lâm gia. Hỏi vậy nhưng nàng cũng không trông chờ trịnh thập cửu trả lời mình. Phải. Nàng thật sự không ngờ đối phương khẳng định một cách thản nhiên như vậy, dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, chỉ chờ nàng tới hỏi mà thôi. Nếu ngay từ đầu hai bên đã thẳng thắn như vậy, sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thập cửu thúc quen biết người nhà họ vương ở Sơn Tây chứ? Trịnh thập cửu khẳng định, biết. Còn người như hắc ngọc hơi sáng lên, khó giò như ngọc thô chưa qua mài rũa. Thế phải tạ ơn thập cửu thúc một lần nữa rồi. Lâm Di lại cúi người, tôi không hiểu biết đại sự của thập cửu thúc, nhưng có một câu thân là con gái tôi không thể không nói. Gia phụ nhậm chức ở Phúc Kiến, chuyện ở Phúc Kiến phụ thân hẳn khó thoát khỏi liên quan, nhưng ông ấy làm quan từ đó đến nay luôn hết lòng vì phận sự. Nếu có ngày cửa thành bị cháy làm vạ đến cá trong ao thì mong thập cửu thúc nhớ cảnh báo cho cha tôi trước. Nguyên bản Hán Việt là thành môn thất hòa, ương cập trí ngư, cửa thành bị cháy, mọi người đều chạy ra hồ múc nước để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá bị chết. Câu để chỉ đương không mắc họa, hoặc vì liên lụy mà gặp họa hay tai ương. Lâm Di nghiêm mặt trịnh trọng nói rõ ràng từng chữ một, nói tới nói lui. Nàng cũng chỉ muốn cho đối phương biết, nàng không thể ngăn cản anh ta lợi dụng cha nàng. Nhưng chỉ mong đến ngày anh ta đại công cáo thành thì đừng để người vô tội chết oan. Mới mấy ngày mà đã thông suốt tới nước này, chàng không biết nên nói cô nhóc này thông minh tinh quái hay là thành thật thẳng thắn nữa ánh mắt chàng trai thoáng dao động, nụ cười nơi khóe miệng rõ ràng hơn tí chút. Được, ta sẽ để phụ thân cô ở lại kinh nhậm trước, không cần trở về Phúc Ninh nữa. Lâm Di kinh ngạc, nàng mới mở nút thắt của lớp thứ hai thì đối phương đã lật tung lớp thứ ba rồi. Nàng giờ khóc giờ cười, song vẫn phải cẩn thận suy ngẫm về đề nghị của trịnh thập cửu. Từ trước đến nay nàng luôn tâm tâm niệm niệm ngày trở về Phúc Ninh, Bây giờ tình thế trước mắt đã tường tận thì càng rõ ràng một chuyện. Bọn họ có rời khỏi kinh thành vẫn trốn không khỏi việc bị cả nhà nhị lão thái thái ngấm ngầm mưu tính. Ở trước mặt nhị lão thái thái tuy lúc nào cũng phải cẩn thận dè chừng, song như vậy bọn họ sẽ có thể trông chừng đối phương, không đến nỗi bị mất cảnh giác. Nghĩ tới đây Lâm Di không khỏi thở ra một hơi, may mà nàng không phải là con trai, chỉ chuyện nội trạch đã đủ làm người ta mắt hoa mày váng đấu đá trên chiều càng khó lường gấp vạn lần. Một thoáng sau, trịnh thất tiểu thư đã đổi sang y phục gọn gàng, dẫn nha hoàn sách thùng gỗ, cần câu và vợt lưới hớn hở chạy tới, nhìn dáng vẻ rõ ràng là muốn đi câu cá. Đã lâu không bơi thuyền câu cá, lần trước tổ chức tiệc mời khách cũng có nhắc tới trò câu cá nên trịnh thất tiểu thư còn rất chu đáo sai hạ nhân bỏ đói đám cá trong hồ vài ngày, còn không đi câu thì thật có lỗi với bọn cá tội nghiệp kia lâm di nghĩ tới đây thì tâm trạng cũng khá hơn nhưng rồi bên tai lại chợt nghe thấy tiếng của trịnh thập cửu vừa rồi ta thấy trong hồ có rắn hôm nào khác bảo hạ nhân lùng bắt hết đi tránh để bị giật mình có rắn lâm di bất giác lùi lại một bước trịnh thất tiểu thư sảng khoái cười nói lần trước cháu còn cho người đập chết một con chả sao đâu trịnh thập cửu nhìn lướt qua lâm di ý cười trên mặt tăng thêm vài phần nhóc không sợ khách cũng không sợ sao. Trịnh thất tiểu thư cũng đưa mắt nhìn sang. Lâm Di tái mặt khoát tay, ta sợ rắn, thôi không đi đâu. Nàng thật sự sợ mấy loại động vật không có chân nhưng uốn éo vô cùng linh hoạt như rắn, ngộ nhỡ bị cuốn phải thì không biết chạy đâu mà trốn. Lâm Di nghĩ tới đây lại giáo giác nhìn mấy bụi cỏ gần đó. Thế mình ta đi câu vậy, câu được cá lớn sẽ tặng cho tỷ hết trịnh thất tiểu thư đang ham chơi nên không từ bỏ ý định. Ừ, muội đi đi. Lâm Di bảo, ta tới đằng kia ngồi đợi. Nàng chỉ vào ngôi đình vừa rồi. Trịnh thập cửu rảo bước rời đi, trịnh thất tiểu thư lên thuyền đi bắt cá. Ai ngờ chỉ thoáng sau đã câu về được một con, thật to, có điều con cá kia, vừa lên bờ đã quẩy quả bỏ đi. Lâm Di cũng tình ý quay đi làm như không nhìn thấy. May mà tỷ không đi trịnh thất tiểu thư nhớ tới lại thấy xui xẻo, chả biết tứ tỷ ta từ bao giờ lại thích đi câu cá, rốt cuộc bất cẩn bị kẹt ở bờ hồ bên kia, còn bị ướt dài, vừa đúng lúc ta ngồi thuyền đi ngang qua. Ướt dài, ngồi trên thuyền chờ người tới cứu, chẳng lẽ là vì thập cửu thúc của nhà mình, nói ra nghe có gì đó sai sai. Cũng may nàng sợ rắn nên không đi mới tránh được trận khó xử kia, bằng không lần sau gặp lại không biết phải chung đụng thế nào đây. Trịnh lão phu nhân lại ngỏ ý muốn giữ Trần lão thái thái lưu lại hai ngày. Trần lão thái thái cười từ chối. Bây giờ không phải như khi còn bé, ai cũng có một đại gia đình, đâu tiện tụ tập như hồi xưa. Trịnh lão phu nhân cười cười nhìn sang lâm di, chúng ta đã già rồi, nhưng e đám trẻ còn chơi chưa đủ kia kìa. Ý bà là muốn giữ lâm di lại trịnh thất tiểu thư ở cạnh đó hớn hở dầu môi trông mong nhìn trần lão thái thái lễ mừng thọ của hoàng thái hậu sắp tới rồi đúng không trong phủ hẳn đang rất bận rộn khi nào thư thái hơn lục nha đầu hãy tới chơi nữa trịnh lão phu nhân cười cười nhìn trịnh thất tiểu thư nghe thấy chưa sao còn không mau tạ ơn lão thái thái đi trịnh thất tiểu thư lập tức nở nụ cười tươi rói cảm ơn trần tổ mẫu vậy chờ lễ lạt xong xuôi cháu sẽ tới đón tỷ tỷ từ trịnh gia trở về còn mang theo chiến lợi phẩm trịnh thất tiểu thư tặng hai con cá béo u một con cho lâm di một con cho lâm uyển còn nói lần sau cũng muốn mời lâm uyển tới chơi luôn lâm phương cũng có phần vì huệ hòa quận chúa vẫn nhớ tới hai mẹ con điền thị trong xe ngựa lâm di hỏi lão thái thái chi chính bá tổ mẫu đến trịnh gia vãn bối của trịnh gia hẳn đều tới chào hỏi bá tổ mẫu chứ Lão thái thái chi chính khép hờ mắt dưỡng thần, trịnh ra chú trọng lễ giáo, hẳn là vậy. Có điều nếu là bà con xa, không tới cũng là lẽ thường. Vừa nói bà vừa nghi ngờ nhìn Lâm Di, cháu gặp ai ở trong vườn à? Lâm Di gật đầu, là một vị trưởng bối được Trịnh thất tiểu thư gọi là thập cửu thúc, nhưng nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ tầm trên dưới 20. Lão thái thái chi chính cẩn thận suy ngẫm một lúc, thân thích bối phận cao lại trẻ tuổi ta chưa từng gặp người nào như vậy ở trịnh gia, chẳng lẽ là con cháu của nhánh nhỏ? ban đầu nàng cũng cho là vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của trịnh thập cửu không giống lắm. hơn nữa, nếu là chi nhánh nhỏ thì sao trịnh tứ tiểu thư lại có hành vi như vậy? lâm di lắc đầu, cháu cũng không biết. lão thái thái chi chính như mày, với quan hệ của bà và trịnh lão phu nhân, cho dù không giúp đỡ trịnh gia cũng sẽ chẳng có ý xấu với bọn họ vì vậy sẽ không thể nào cố ý cho con cháu bối phận cao của nhánh nhỏ ra làm quen với lục nha đầu lần sau có đến trịnh gia cháu nhớ để ý một chút nếu lại gặp người nọ thì báo với ta ta sẽ hỏi xem rốt cuộc bà lão kia có ý gì chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi thăm mà không ngờ lão thái thái chi chính lại để ý như vậy lâm di vội vàng giải thích trịnh thất tiểu thư dẫn cháu đi dạo sân vườn vô tình gặp phải thôi ạ à? lão thái thái chi chính nghe vậy mới yên tâm Trịnh thất tiểu thư tính tình phóng khoáng, cháu qua lại với con bé đó rất tốt, có bạn thân khuê phòng như vậy sau này cũng có thể giúp đỡ cháu. Lâm Di liền nhớ tới hai con cá béo núc trên xe kéo, trịnh thất tiểu thư ngay thẳng như vậy, muốn không thích cũng rất khó, nàng nghĩ đến đây thì chợt bật cười. Trịnh thập cửu ví trịnh tứ tiểu thư như rắn nước. Lâm Di nhìn trần buồng xe chạm trổ hình hoa lan và hoa phù dung, dần dần thu hồi nụ cười trên môi, lúc theo lời trịnh thập cửu đến phù dung các, nàng đã chuẩn bị tinh thần. Nàng hiểu rất rõ, không có lợi ích chẳng ai sẽ tùy tiện chia tay giúp đỡ cả, nhất là còn liên quan đến chính sự. Nếu không phải nhà mình ở trong gồm xoáy này, nàng cũng sẽ không đoán ra được. Người thâm sâu không lường được như trịnh thập cửu, chỉ mong sau này không phải cầu cạnh tới anh ta nữa. Trần Doãn Viễn bận chuyện đánh giá thành tích, Tiêu thị lo lắng cho Hoành ca đến thư viện học, trong nhà không có chuyện gì, Lâm Di liền vui vẻ ở lại bầu bạn với lão thái thái chi chính. Trung đụng nhiều, Lâm Di dần phát hiện lão thái thái chi chính có vài thói quen xấu, tối ngủ nhất định phải mở cửa sổ, thích ăn món lạnh mát miệng, ngày nào thuốc cũng phải hâm mấy lần mới chịu uống. Thế là Lâm Di dứt khoát dọn vào ngủ trong buồng của lão thái thái chi chính, nằm sau bình phong trông chừng, đêm nào cũng dặn nha hoàn đóng kín cửa sổ để gió lạnh không lùa vào. Có cháu gái ở một bên nhìn chằm chằm, lão thái thái cũng chỉ đành nhân lúc thuốc còn nóng ngoan ngoãn uống hết. Bạch ma ma nhìn thấy thì tươi cười, vẫn là lục tiểu thư có cách, cứ tiếp tục như vậy không chóng thì chảy bệnh của lão thái thái cũng sẽ khá hơn thôi. Bệnh của lão thái thái chi chính chính là tâm bệnh, hàng năm không con cháu bầu bạn, khó trách bà càng lúc càng phiền muộn, không có chút ý thức điều dưỡng sức khỏe. Uống thuốc xong, lão thái thái chi chính tựa vào đệm lưng nhìn lâm di theo thùa, lần này cha cháu vào kinh lập được công to, báo cáo ắt hẳn sẽ được loại yêu. Cháu về nhà nhớ bảo cha tới đây một chuyến, ta muốn hỏi thăm xem nó có muốn ở lại trong kinh không. Bá phụ cháu có vài mối quan hệ cũ, ta ra ngoài thăm hỏi vào chuyến, không chừng sẽ giúp được. Tính tình cha nàng vốn hơi cố chấp, giống như năm đó rời kinh, không phải trưởng bối trong tộc chưa từng ngăn cản, nhưng nói thế nào cũng không lay chuyển được hùng tâm tráng trí của ông. Chưa kể, cả nhà bọn họ đi hay ở, e nhị lão thái thái đồng thị và hai bá phụ cũng có suy xét riêng. Suy nghĩ của Lâm Di nhanh chóng được chứng thực. Sáng hôm sau, Lâm Di vừa thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị trở về chi thứ hai thì đàm ma ma phái vợ lai đại tới bảo. Lão thái thái chi chính, Tam Thái Thái chúng tôi xin phép cho Lục Tiểu Thư trở về à. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 45, Hồng Nhan. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của vợ Lai Đại, Lâm Di cảm thấy lo lắng, sao thế? Vợ Lai Đại liếc nhìn Lão Thái Thái chi chính, ấp úng nói, Lão gia xảy ra chuyện. Nên Thái Thái đang luống cuống. Cha nàng xảy ra chuyện gì mà không thể cho chi chính biết lão thái thái chi chính cũng không truy hỏi chỉ bảo bạch ma ma lệnh cho người gác cổng chuẩn bị xe đưa lâm di về chi thứ hai lâm di lên xe vợ lai đại cũng đi theo từ chỗ chi chính đến viện của chi thứ hai chỉ một quãng ngắn lâm di cũng không nóng vội hỏi thăm chờ đến khi qua khỏi cửa thùy hoa của phủ nhà mình mới hỏi vợ lai đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vợ lai đại lập tức thưa tối qua lão gia không về nhà thái thái cho người ra ngoài tìm cũng không thấy tăm hơi. Sáng sớm hôm nay lão gia mới được lâm lão gia đưa về. Cha đi cả đêm không về. Lúc ở Phúc Ninh cũng từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng khi ấy là vì công vụ, còn lần này là vì sao? Lão gia mới trở về không lâu đã có người tìm tới trước cửa. Vợ Lai Đại mới nói tới đây, Lâm Di liền nhìn thấy bên ngoài cửa Nguyệt Lượng có một người vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thiết. Người nọ mặc y phục gấm xanh có thêu hoa văn mẫu đơn, vấn búi tóc chiều nguyệt, cài châm bạc hình nhành hoa có chuỗi ngọc đung đưa ở một đầu, tay cầm khăn the mỏng che mặt, nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn Lâm Di. Lâm Di nhìn rõ đối phương thì hết sức kinh ngạc. Trên trán người nọ vẽ ấn hoa, mi mục không cười cũng quyến rũ, sắc mặt hơi tái, môi mím chặt nhưng vẫn đỏ thắm như tô son, ánh mắt nhìn thấy người lạ khá xuồng xã không hề giống các nữ quyến nàng thường thấy. Lâm Di thu hồi ánh mắt, đột nhiên hiểu ra ý trong lời của vợ Lai Đại. Cha nàng đi trêu hoa ghẹo liễu, hay bao nuôi đào hát kỹ nữ gì đó. Bất kể là vế nào thì khả năng cũng rất thấp. Ở Phúc Ninh cha nàng chỉ có một di nương do quan trên tặng, trong nhà cũng không thiếu nha hoàn xinh đẹp nhưng ông chưa từng đòi thu nạp người nào, ai đến tuổi cũng được gả ra ngoài. Tiêu thị mẹ nàng thường về nhà kể lại chuyện thái thái nhà ai bị rêu rao do tính ghen. Di nương nhà ai lớn bụng bị chủ mẫu trong nhà hành đến nửa sống nửa chết. Lão gia nhà ai chưa chấp đào hát thành trò cười. Chủ mẫu nhà ai vô tình phát hiện chồng mình có vài đứa con rơi bên ngoài. Những chuyện này chưa từng xảy ra ở nhà bọn họ. Tiêu thị không có con cha cũng chẳng có ý định khai chi tán diệp với di nương khác. Người 10 năm như một không lang trạ lung tung làm sao có thể gây ra loại chuyện như vậy ngay trong thời gian báo cáo cơ chứ? Cho dù có bất cẩn phạm lỗi cũng không đến mức ngay cả Lâm gia cũng biết. Trừ phi là bị hãm hại. Nghĩ tới đây Lâm Di liền quay sang nhìn Linh Lung, tìm cách sai người mời lão thái thái chi chính tới đây. Tiêu thị hẳn cảm thấy cha làm chuyện chẳng vẻ vang gì nên mới không chịu cho chi chính biết, nhưng nếu là bị người ta hãm hại, nhất định phải có trưởng bối đứng ra phân xử lâm di vừa dứt lời thì nhìn thấy có bà tử bước từ bên trong ra vừa đi vừa bảo người gác cổng lão thái thái ra lệnh canh cửa kỹ càng không cho phép bất kỳ ai ra vào bọn họ chuẩn bị phong tỏa tin tức hay sắp bắt cha nàng nhận lỗi bằng mọi giá đây người phụ nữ quỳ trên mặt đất nhất thời khóc càng lớn hơn lâm di bước qua khỏi cổng nguyệt lượng từ xa đã nhìn thấy tiêu thị được đại thái thái tháp tùng đi tới hai mắt tiêu thị đỏ ửng rõ ràng là vừa mới khóc, đại thái thái ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ. Được rồi, được rồi, nhìn xem nên giải quyết thế nào đã rồi trách tam thúc cũng không muộn. Lâm Di tiến lên hành lễ. Nhìn thấy con gái, nước mắt tiêu thị lập tức rơi lã trã, cứ như câu an ủi của đại thái thái chẳng có tí tác dụng nào. Lâm Di tiến lên nhỏ giọng hỏi, mẹ, chuyện này là thế nào vậy? Tiêu thị lắc đầu, cha con, nói tới đây thì bỏ lửng không biết phải tiếp tục thế nào đại thái thái tỏ vẻ hiểu chuyện lục nha đầu là tiểu thư khuê các mau về phòng nghỉ ngơi trước đi thật không khéo lâm di thấy được lúc nói câu này khóe môi đại thái thái còn khẽ nhếch lên xảy ra chuyện như vậy tất cả mọi người đều chờ xem cả nhà nàng thành trò cười đàm ma ma cho gọi nàng về chính là mong nàng có thể nghĩ cách giúp tiêu thị vậy mà đại thái thái lại viện cớ muốn đuổi nàng đi Tiêu thị cũng cảm thấy lời đại tẩu có lý, Lâm Di dù sao cũng là khuê nữ chưa xuất giá, làm sao có thể quản những loại chuyện này. Không để mẹ mở miệng, Lâm Di đã cướp lời, "Mẹ, lúc nãy con đã nghe nói rồi." Nước mắt Tiêu thị lại ào ra. "Mẹ không tin tưởng cha sao?" Lâm Di kinh ngạc cực độ. Nghe con gái hỏi vậy, Tiêu thị sững người, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Lâm Di thì ấp úng, "Mẹ từ khi chuyện xảy ra đến giờ, bà chưa từng bình tĩnh tự hỏi bản thân vì tin tức đến dồn dập Người gác cổng bối rối chạy vào báo rằng nhị lão thái thái hay chuyện đã giận tới mức ngất đi. Sau đó đại tẩu chạy đến khuyên lơn đủ điều rồi tháp tùng bà đi tới phòng của nhị lão thái thái. Trong viện của nhị lão thái thái im thiên thít, lão già ở trong phòng nói chuyện với nhị lão thái thái mãi vẫn không thấy ra, cho nên bà mới càng ngày càng lạnh lòng. Đại tẩu vốn muốn cùng bà bàn bạc đối sách giải khuây, không ngờ vừa ra khỏi sân thì nghe người báo rằng người phụ nữ kia đang quỳ trước cổng nguyệt lượng khóc lóc không ngừng, mời bà tới xem nên giải quyết thế nào, cho nên bà mới mơ màng đi đến đây. Mẹ, đây rõ ràng là có người không hại được chi chính liền chĩa mũi rùi sang cha. Tiêu thị nghe vậy liền trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới lắp bắp, vậy. Vậy, phải sao bây giờ? Lâm Di nói, trói lại đưa tới quan phủ dưới chân thiên tử tất nhiên có vương pháp. Cho dù không đưa đi quan phủ cũng phải trói lại, nếu cứ để nàng ta ở trước phủ khóc lóc như vậy, e chưa tới một canh giờ cả kinh thành sẽ biết hết. Tiêu thị mím môi, quay sang nhìn đàm ma ma. Đàm ma ma ban đầu thấy tiêu thị hoảng loạn, không còn cách nào khác đành tự chủ trương sai người mời Lâm Di về. Bây giờ nghe Lâm Di nói vậy cũng tán thành, không đợi tiêu thị mở lời liền nói, nô tỳ đi làm ngay vừa nói vừa gọi người các cổng và bà tử chuyên việc nặng tới trói gô người phụ nữ kia lại. Đối phương lúc đầu còn dãy dụa, nhưng miệng bị nhét rẻ nên mới một lúc đã hết sức. Sao mẹ không gọi gã sai vặt bên cạnh cha tới hỏi thăm một chút? Tiêu thị nói, hỏi rồi, hắn cũng say rượu, đâu có theo sát cha con. Lâm Di thấy sắc mặt tiêu thị đã bắt đầu thả lỏng, vẻ thất vọng dần chuyển sang lo lắng thì cũng nhẹ nhõm hơn. Mẹ thấy chưa, làm gì có chuyện cả chủ lẫn tớ đều say như thế. Nếu trong lúc báo cáo mà bị tố cáo đảng điếm thất đức, mọi khổ cực cha bỏ ra suốt ba năm qua sẽ như nước chảy về Biển Đông, tất cả danh tiếng thanh liêm gì đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đám ngự sử kia sẽ càng có lý do buộc tội ông. Đại Thái Thái đứng cạnh nghe Lâm Di biện hộ cho Trần Doãn Viễn thì nhíu mày, tam đệ muội, loại chuyện này không thể tùy tiện được đâu, nếu thật sự xôn xao, sau này tam thúc làm sao đứng trên quan trường nữa, trẻ con như lâm di thì biết gì. Tìm cách ém nhẹm chuyện vẫn hơn, cho con hát kia chút tiền bịt miệng là được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 47, cầu xin tha thứ. Con hát đã nhận tội. Hồi nào, nhị lão thái thái đồng thị nhìn sang đồng mama đứng bên cạnh. Đồng mama cũng tỏ ra sững sờ tiêu thị giải trình, con cho đàm ma ma cha hỏi, con hát kia vừa nghe dọa sắp bị trói đưa tới quan phủ thì lập tức nhận tội, rằng do thấy lão gia ra tay hào phóng, không phải là khách quen thường ghé, cho nên liền bỏ thuốc vào trong rượu, để hôm nay có cớ tìm tới nhà đòi ít bạc. Trần Doãn Viễn đứng cạnh đó vừa mừng vừa sợ, không ngờ tiêu thị lại có thể nói rõ mọi chuyện một cách rành mạch, dễ dàng như vậy. Đồng thị vẫn bán tín bán nghi, đoàn hát nói thế nào? Thấy khí thế của Tiêu thị có hơi giảm sút, Lâm Di bước tới đỡ bà dậy. Có con gái bên cạnh, Tiêu thị lấy lại cam đảm, lặp lại lời thoại đã chuẩn bị trước. Đoàn Hát dĩ nhiên không thừa nhận, theo ý con dâu, chúng ta cứ đưa con hát kia tới quan phủ thẩm vấn, con dâu không tin gã chủ đoàn kia đứng trước công đường mà vẫn chối được, hãm hại quan gia là tội lớn đấy. Từ khi nào mà một đứa nhu nhược như Tiêu thị cũng biết suy tính vậy? nhị lão thái thái đồng thị liếc về phía lâm di lục nha đầu đang dè dặt nhìn lão tam vẻ mặt như vừa lo lắng vừa mong chờ gì đó ở cha mình nhị lão thái thái nhíu mày đang định sai đồng ma ma gọi con hát vào đây cha hỏi thì ngoài cửa vọng vào tiếng của lâm phương tổ mẫu nhìn xem cháu mang cái gì đến này nói chưa hết câu nàng ta đã bước vào phòng trong tay cầm một bình cúc vạn thọ nhìn thấy tình hình trong phòng lâm phương há to miệng cứng nhắc hành lễ với Trần Doãn Viễn và tiêu thị rồi xà vào lòng nhị lão thái thái như chim yến trở về tổ. Mấy ngày qua Lâm Phương luôn đóng cửa ở trong phòng, vậy mà vừa nghe nói nhà nàng xảy ra chuyện nàng ta đã lập tức chạy tới cười nhạo, hình phạt trước đó đúng là chẳng có tí tác dụng nào. Tứ tỷ, chúng ta ra ngoài đi, để cho người lớn nói chuyện. Lâm Di nhìn về phía Lâm Phương lâm phương mới vừa ngồi xuống vị trí ưa thích thường ngày bên cạnh nhị lão thái thái không ngờ lâm di lại đề nghị cùng ra ngoài nàng ta liền tức giận nhìn lâm di bọn trẻ con ra ngoài hết đi thấy nhị lão thái thái đồng thị lên tiếng lâm phương đành đứng dậy cùng lâm di ra ngoài hai người vừa ra tới bên ngoài cửa phòng liền được nha hoàn khép chặt tâm trạng tốt đẹp của lâm phương thoáng cái đã bị thổi bay sạch sẽ vừa rồi nghe nói lâm lão ra tới nhà nàng ta liền ăn mặc đẹp đẽ định ra ngoài bái kiến, không ngờ lâm lão ra chỉ ngồi một lát đã đi về. Sau đó nàng nghe nói tới chuyện của tam thúc phụ, lại hớn hở chuẩn bị đâu ra đấy chạy tới hóng chuyện, không ngờ chưa nghe ngóng được gì đã bị lâm di kêu ra ngoài. Lục muội muội lâm phương tươi cười quay sang lâm di hỏi thăm, chuyện tam thúc phụ rốt cuộc là sao vậy? Lâm di nhíu mày, chuyện của người lớn chúng ta ít hỏi tới thì hơn. Lâm Phương thầm cười lạnh, song ngoài mặt vẫn vờ vịt, chẳng phải vừa rồi lục muội còn ở trong phòng với tam thầm sao. Lâm Di khó hiểu nhìn Lâm Phương, đương sự là cha muội, muội mới lo lắng mà mất chừng mực, còn tứ tỷ thì sao? Nghe hỏi mặt Lâm Phương liền thoát trắng phát đỏ, hồi lâu sau nàng ta mới nặn ra được mấy chữ, lục muội muội nói gì vậy, ta cũng lo lắng cho tam thúc phụ mà. Trong lúc Lâm Di và Lâm Phương nói chuyện, Đàm ma đã dựa theo căn dặn của Lâm Di đi gặp Đào Hát kia, mách nước cho nàng ta vài lời. Lâm Phương và Lâm Di ngồi quanh chiếc bàn đá trong khoảng sân trước viện của Nhị lão Thái Thái uống trà. Lâm Phương tò mò hỏi: "Hôm rồi muội đến Trịnh gia có gì vui không?" Lâm Di nhớ tới Trịnh Thất tiểu thư thì khẽ cười, Lâm Phương thấy vậy liền hỏi tới. Lâm Di từ tốn nói: "Cũng chẳng có gì, gặp gỡ nói chuyện." ăn bữa cơm rồi xem vài trò tạp kỹ thôi. Nói rồi cũng như chưa nói. Lâm Di cười cười, điều Lâm Phương muốn nghe là ở đâu có công tử trẻ tuổi ra thế tốt, chư vị phu nhân tụ tập thường hay nhắc tới tiểu thư công tử nhà khác. Lâm Phương sợ vắng mặt rồi lỡ mất một mối lương duyên. Đúng rồi, hai ngày qua muội không ở nhà, có gì muội dẫn biểu huynh tới thăm đấy, còn nói muốn mời muội và tam thẩm tới nhà chơi nữa nhìn vẻ hả hê thấp thoáng trên mặt lâm phương liền biết vị biểu huynh kia của nàng nhất định bình thường đến không thể bình thường hơn rồi muội phải tới nhà gì muội nên e rằng không thể tham dự lễ mừng thọ tôn lão phu nhân của phủ ninh bình hầu rồi ánh mắt lẫn vẻ mặt của lâm phương chứa đầy ý cười tổ mẫu mới nhận được thiệp trên thiệp chỉ đích danh mời hai mẹ con ta còn bảo chúng ta nhất định phải tới dự muội không biết đâu các tiểu thư phủ ninh bình hầu nổi tiếng xinh đẹp đại tiểu thư làm nương nương trong cung, tam tiểu thư gả vào nhà huân quý, ngũ tiểu thư cũng chuẩn bị gả cho tôn thất đấy. Tôn thất, thân thích hoàng tộc. Thì ra Lâm Phương lại được nhà có chức tước mời dự tiệc, thảo nào vồn vã lôi kéo nàng nói chuyện như vậy. Lâm Di cầm chén trà lên uống mộ hớp, phản ứng không khác gì khi nghe nói sắp phải tới nhà gì thăm hỏi. Đúng là đồ tượng gỗ chơ lì. Lâm Phương uể oải dùng bàn tay với các móng giải tô vẽ tỉ mỉ phất phất khăn lụa, chuẩn bị đứng dậy đi về. Xong vừa ngẩng đầu lên nàng ta lại liếc thấy hai bà tử áp giải một người phụ nữ đi về phía này, hai mắt lập tức sáng lên. Thấy người phụ nữ kia bị lôi vào phòng nhị lão thái thái đồng thị mà Lâm Di vẫn không nhúc nhích, Lâm Phương đành chủ động nói, muội muội ngồi đây nhé, ta phải về rồi. Hẳn là muốn vội vã đi nghe lén đây mà lâm di lôi kéo vài câu cho có lệ lâm phương thẳng thừng cự tuyệt rồi đường hoàng dẫn nha hoàn đi đi nghe đi tính giờ thì cũng vừa đúng có nhiều điều mới mẻ đang chờ nàng ta đấy lâm di vừa đi khỏi linh lung liền đi tới báo nghe nói đoàn kịch chờ ngoài phủ vòi tiền đã đi rồi lâm di gật đầu hẳn lão thái thái chi chính đã xử lý thỏa đáng nhị lão thái thái đồng thị lệnh cho người gác cổng trông chừng không cho phép ai ra vào cũng may người của chi chính vừa đúng lúc đưa nàng về tới cửa Thùy Hoa. Linh Lung nói muốn ra ngoài để lấy hộp trang sức rơi trong phòng lão thái thái chi chính, bị bà tử canh cửa không cho ra ngoài, đôi bên thế nào cũng tranh chấp vài câu. Đoạn đối thoại giữa bọn họ vừa hay sẽ bị hạ nhân chi chính nghe thấy. Hạ nhân chi chính chắc chắn sẽ trở về thuật lại cho chủ tử nghe, lão thái thái chi chính chỉ cần cho người hỏi thăm sơ thì sẽ biết được chi thứ hai đã xảy ra chuyện gì huống chi lúc vợ lai đại tới tìm nàng đã nói rằng cha nàng xảy ra chuyện, lão thái thái chi chính tất nhiên sẽ phái người tìm hiểu. Lão thái thái chi chính ra tay hỗ trợ để tỏ lòng cảm kích với hành động của cha nàng trước đó về chuyện viên gia, vừa hay kéo quan hệ hai nhà lại gần thêm một bước. Lâm Di từ từ thở ra, con người quý ở chỗ biết lúc nào thì đủ, chuyện này có thể dừng ở đây là tốt nhất rồi, còn về chuyện cha có bí mật không muốn cho cả nhà biết nàng chẳng biết có nên nói lại với lão thái thái chi chính không nữa bên này lâm di còn đang ngẫm nghĩ bên kia lâm phương đã vình tai nghe chữ được chữ mắt của một giọng nữ cầu xin tha thứ nghe nói nhị thái thái là bồ tát sống hay bố thí cho người nghèo tôi cũng vì bị chủ đoàn hát dồn đến đường cùng mới vậy xin hãy thượng thứ cho tôi một con đường sống đi càng nghe hai mắt lâm phương càng trợn to bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 48, Thông Minh Bên trong nhà chính của Trần Gia, Đào Hát Mẫu Đơn bắt đầu kể về quá khứ đau khổ của mình. 78 tuổi Nô Gia đã bị người nhà bán cho bọn buôn người, về sau bị đưa vào nhà lão viên ngoại ở Thông Châu làm Nô tỳ. Lúc Nô Gia được 10 tuổi, chủ mẫu e ngại dáng vẻ trẻ trung của Nô Gia, thẳng thừng bán Nô Gia ra ngoài. Qua một thời gian chìm nổi thì lưu lạc đến gánh hát, nhưng nô gia không có giọng hay tuổi tác lại lớn không thể làm đào chính cho nên chủ gánh mới nghĩ ra cách này muốn nô gia dựa vào lão gia quý phủ xin lão gia chụp thân cho nô gia tương lai vào phủ làm di nương sống một đời yên phận ban đầu nô gia không chịu song chủ gánh lại dọa sẽ bán nô gia vào kỹ viện vì vậy nô gia đành thuận theo nếu còn đường thoát tuyệt đối nô gia không dám làm vậy dứt lời nàng ta dập đầu liên tục khiến búi tóc sổ tung. Lão Thái Thái là người từ bi, xin hãy nương tay cho nô ra một con đường sống. Nhị lão Thái Thái đồng thị chậm rãi xoay cầu hương bọc tơ vàng trong tay. Đồng ma ma tiến lên hỏi, làm sao ngươi biết nhị Thái Thái chúng ta là Bồ Tát sống? Mẫu đơn không dám giấu giếm, là chủ gánh nói ạ, à. ông ta bảo nhị Thái Thái nhà họ Trần thích làm việc thiện. Trần gia thường xuyên mở kho thóc nấu cháo phát cho người nghèo, không giống bọn phú hộ hung dữ tàn độc chuyên ăn người không nhà xương kia. Để khiến Nô Gia yên tâm ông ta còn nói, Nô Gia tìm tới chắc chắn sẽ được đối xử tử tế, dù không được thu nhận thì cũng sẽ được cho ít tiền bạc. Nhị lão thái thái đồng thị nhìn thoáng qua tiêu thị ở cạnh đó. Tiêu thị không khéo che giấu, lúc nghe mẫu đơn nói, cảm xúc trên mặt thay đổi xoành xoạch. Kinh ngạc vì không ngờ lại có kẻ xấu lợi dụng sự thân thiện của Trần Gia, ấy nấy vì mình đã trách oan Trượng Phu, Đồng Mama cũng không nhìn ra được manh mối nào, đào hát hay diễn nên đã nói thì người khác khó mà phân biệt thật giả. Tam Thái Thái lại không giống như đang dở trò. Vợ lão Tam, theo cô thì nên làm sao bây giờ? Nhị lão Thái Thái Đồng Thị bỗng mở miệng hỏi. Nếu mọi chuyện đều do Tiêu Thị sắp xếp, trong lòng Tiêu Thị hẳn đã có đáp án sẵn. Bà ta cũng muốn xem đứa con dâu hờ này muốn làm gì. Chuyện này, trói lại đưa lên quan phủ. Con hát kia đã cầu xin như vậy, bà cũng không đành lòng dồn người ta vào đường cùng. Nhưng nếu để yên vậy thì thanh danh của lão gia phải làm sao đây? Tiêu thị không quyết định được, hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn nhị lão thái thái đồng thị xin giúp đỡ. Lão thái thái thấy làm thế nào mới ổn thì. Con dâu, con dâu cũng. Lại là dáng vẻ khiếp nhược đó, nếu là con dâu ruột của bà ta, chắc bà ta đã tức chết rồi. Nhị lão thái thái không buồn liếc mắt nhìn tiêu thị nữa. Cho dù có người đứng sau màn này, kẻ đó cũng tuyệt đối không phải là tiểu tiêu thị. Nhị lão thái thái trầm giọng nói, nếu đã nhận tội rồi thì đưa tới quan phủ đi. Cho người bên ngoài biết trần gia chúng ta cũng không phải là hạng dễ bắt nạt. Mẫu đơn nghe vậy liền quỳ dạp xuống trên đất, lão thái thái. Xin tha mạng đều do chủ gánh cả. Thật sự không liên can tới nô gia. Đàm ma ma nghe xong, lòng bàn tay cũng bắt đầu dịn mồ hôi, ngộ nhỡ mẫu đơn không chịu nổi thẩm vấn, lật lọng thì làm sao đây? Đàm ma ma còn đang lo lắng, bên ngoài chợt truyền vào tiếng bẩm báo của bà tử canh cửa. Sau đó trầm hương hầu hạ bên người nhị lão thái thái nhanh chóng bước vào, lão thái thái, tam lão gia, tam thái thái, ngoài cửa báo lại là chủ gánh hát đã dẫn đoàn chạy trốn rồi mẫu đơn choáng váng người đổ đầy mồ hôi lạnh thế có nghĩa là chủ gánh đã bỏ mặc nàng ta không để ý chết sống nữa bây giờ nàng ta đã không còn đường lui rồi chẳng thể đắc tội trần gia vậy chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên đầu chủ gánh thôi bằng không trần gia nhất định sẽ không để nàng ta yên đàm ma ma nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm mẫu đơn đã không còn đường lui hẳn nên biết phải làm thế nào mới giữ được mạng. Lão Thái Thái, mẫu đơn bật khóc, nô ra không hề bịa đặt nửa lời, gã chủ gánh lòng dạ hiểm độc kia quả nhiên đã chạy mất rồi. Tuy xác định có người dở trò nhưng lợi thế đã mất, nhị lão Thái Thái đồng thị không muốn phí công truy hỏi nữa, thế là phất phất tay ra hiệu cho đồng mama dẫn mẫu đơn đi. Mẫu đơn dẫu không phải là đào chính nhưng chất giọng vẫn được xem là rất tốt, kêu khóc vô cùng đáng thương, lão thái thái, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng đấy. Đối với Lâm Phương ở ngoài cửa, đây là câu nàng ta đã nghe rất nhiều lần từ miệng mẫu thân điền thị của mình. Lần nào cũng vậy, nàng ta sẽ ngồi tựa vào đầu gối mẹ lắng nghe bà giảng kinh. Nhưng lần này nghe thấy nó được nói ra từ miệng của một người phụ nữ ti tiện, nàng ta lại thấy ghê tởm không tả thành lời. Trong gian phòng phía đông phủ, lâm đại thái thái hầu hạ lâm lão phu nhân ăn cơm xong thì cả nhà cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc lâm lão phu nhân thích nghe lâm chính thanh đọc bài nhất ngày nào cũng vậy chưa hề thay đổi lâm đại thái thái cười nói chính thanh không còn nhỏ nữa hay là đổi cho tứ gia và ngũ gia tới khảo bài đi lâm lão phu nhân khẽ lắc đầu dáng dấp của thanh ca giống phu quân bà lúc còn trẻ nhất toàn bộ thành cựu công danh của phu quân Tương lai của Lâm gia bây giờ đều do Thanh ca gánh vác cả, bà còn sống ngày nào thì vẫn muốn đốc thúc cháu trai ngày nấy. Con trai đã sắp thi hương mà vẫn bị lão phu nhân khảo bài như trẻ con, Lâm đại thái thái không vừa lòng lắm, xong chỉ đành cười gọi con trai vào nhà, "Hôm nay con học được những gì, thuật lại cho tổ mẫu nghe đi." Lâm Chính Thanh tiến vào, trong phòng lập tức yên ắng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này dạ dày vừa ăn no của hắn liền hơi quặn lên, mới ăn xong liền phải làm người khác vừa lòng, chẳng khác nào nói hắn biết, cơm mà hắn ăn không phải từ trên trời rơi xuống. Lâm lão phu nhân khảo bài lâm chính thanh xong, cả nhà lâm đại lão gia mới trở lại viện của mình. Nhà hoàn bưng trà lên rồi lui cả ra ngoài, lâm đại thái thái hỏi dò lâm đại lão gia thế nào? Tình hình trần gia bên kia sao rồi? Lâm đại lão gia nhíu mày, bên trần gia có người ra mặt nói đòi đưa đào hát kia tới quan phủ. Chủ gánh hát sợ hãi liền dẫn cả gánh rời khỏi kinh rồi. Lâm đại thái thái hít vào một hơi, sao ông không ngăn lại? Lâm đại lão gia nói, ngăn kiểu gì? Người trần gia đều nhìn chằm chằm đấy, ta ra mặt thì có khác nào tự chui đầu vào lưới đâu. Cả đời lúc nào cũng cẩn trọng từng ly từng tí, chỉ biết ngậm uất ức chứ chẳng làm được gì. Lâm đại thái thái khẽ hứa, lạnh, ta bảo ông chờ thêm mấy ngày, theo dõi tìm kiếm sơ hở của Trần Doãn Viễn trước, ông lại muốn đi tắt cho nhanh, giật dây gánh hát hãm hại người ta, bây giờ chuyện sắp thành ông lại rút tay về, thế có khác gì mọi công sức đều đổ sông để bể cả đâu. Tính tình tiểu tiêu thị thế nào ta không còn không rõ sao, nhất định không có khả năng xử lý ổn thỏa nếu trong nhà xảy ra loại chuyện đó, Trần Nhị Lão Thái Thái cũng tuyệt đối không đưa tay hỗ trợ đâu ông chỉ cần khiến gánh hát bám dính lấy Trần Gia hai ngày, bảo đảm sẽ khiến Trần Doãn Viễn mất tinh thần. Lúc đó ông cứ ở cạnh an ủi, còn sợ hắn ta không tiết lộ chuyện ở Phúc Ninh ư. Lâm Đại Lão Gia vốn là một văn nhân ôn hòa, nghe vợ dạy dỗ như vậy thì không khỏi chua xót nói. Ta đã nói từ trước là làm vậy không ổn, bà vẫn một mực không nghe. Muốn làm thân với Trần Gia thì cứ đi cầu hôn người ta, dở mấy trò su nịnh cơ hội như thế này làm gì không biết bị mắng lâm đại thái thái thoáng sững người ông nói ai su nịnh cơ hội hà nói rồi bà ta đỏ ứng mắt nhìn sang lâm chính thanh ngồi cạnh đó còn không phải vì thanh ca ta mới làm vậy sao cưới trần lục tiểu thư thì sau này thanh ca có thể có tương lai tốt đẹp gì chứ hạ bệ thành quốc công là chuyện của cả gia tộc lâm thị sao lại không đồng ý để người nhị phòng đi lôi kéo làm thân với trần doãn viễn đi lâm đại lão ra nghiến răng nói còn không phải vì bà nghe nói Trần Doãn Viễn nắm chứng cứ trong tay, tiểu tiêu thị lại là bạn thời con gái của bà, cho nên bà mới sung phong nhận việc. Đó là do bà nghe nói Trần Gia có khả năng được nhận lại thức vị, cũng hỏi thăm được chuyện Trần Doãn Viễn là con vợ cả trên gia phả, nhưng bây giờ. Trước khác giờ khác, Lâm Đại Thái Thái phất khăn, ta nghe nói cho dù Trần Gia được nhận lại thức vị thì cũng không tới phiên Trần Doãn Viễn lâm chính thanh thật sự suýt cười thành tiếng mẫu thân vừa ý trần nhị phu nhân và đứa con gái cố tình rơi xuống nước kia của bà ta bởi vì trần nhị phu nhân dẫn tống ra giàu có kia tới nếu có thể làm thân với nhà họ tống về sau người nhà của mẫu thân sẽ không phải lo chuyện làm ăn tiền bạc nữa đều là do lợi ích thúc đẩy cả thôi có điều không rõ lời phụ thân nói khi nãy là sao lâm chính thanh im lặng một lát mới mở miệng hỏi phụ thân phát hiện Trần Tam lão gia có hành vi không ngay thẳng gì vậy. Hành vi không ngay thẳng? Thật ra thì vẫn chưa có. Lâm Đại lão gia tỏ ra hơi lúng túng. Lâm Đại Thái Thái nói ngay, Trần Doãn Viễn có cơ hội liền dẫn gã sai vặt tới thuyền hoa bên hồ, vừa hay bị phụ thân con bắt gặp. Thế là thuận lý thành trương giúp một tay luôn, bảo một đào hát bầu bạn với Trần Tam Lão ra suốt đêm, hôm sau lại vừa bất cần nhìn thấy Trần Tam Lão ra trong tình cảnh chật vật. Thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nam giới tới mấy chỗ như thuyền hoa có thể làm chuyện gì tử tế chứ? Khôn khéo thật, chỉ có hai người khôn khéo cỡ đó ở cùng nhau mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Lâm Chính Thanh nghĩ đến Trần Lục Tiểu Thư mà hắn nhìn thấy sau màn trúc hôm ở phủ của chi chính Trần Gia. Phía sau màn, ban đầu Trần Lục Tiểu Thư còn nói đùa với người khác, nhưng lúc nhìn về phía hắn lại im bặt, ánh mắt lạnh đi, lập tức phớt lờ hắn. Đó là ánh mắt coi thường. Sau hai ba lần gặp gỡ, hắn rốt cuộc cũng biết rõ ý của Trần Lục tiểu thư. Trong mắt của Trần Lục tiểu thư có hoa hồng hoa lê hay cỏ dại ven đường chứ tuyệt nhiên không có bóng dáng của hắn. Lâm Chính Thanh rất muốn tìm hiểu vì sao, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn không thể vì một người phụ nữ kỳ quái mà thôi làm người xấu hắn hỏi phụ thân không nghĩ tới bây giờ trần doãn viễn đang trong thời gian báo cáo kiểm tra ư ông ta làm sao có thể bất chấp khả năng mất chức mà tới mấy nơi tai tiếng như thuyền hoa kia chứ lâm đại lão ra cẩn thận ngẫm nghĩ cũng đúng thuyền hoa đó là nơi mà không ít nữ quyến vì gia cảnh xa suốt phải lưu lạc nương nhờ nói đến đây trong đầu ông chợt lóe lên tia sáng hay là trần doãn viễn tới đó để tìm người lâm chính thanh nói tiếp mấy năm qua Phúc Kiến xử trí không ít quan viên, phụ thân hỏi thăm thử xem trong mấy người đó có ai còn ra quyến ở Kinh Thành mà chẳng nơi nương tựa không. Phu nhân chính thất và con gái thì ít khả năng, có thể là vài sủng thiếp. Nói đến chuyện hỏi thăm nữ quyến, Lâm Đại Lão ra nhìn về phía Lâm Đại Thái Thái. Lâm Di ngủ một giấc thật ngon, rửa mặt thay đồ xong thì đến phòng chính ở phía đông, lão thái thái chi chính đang ngồi trên giường lò gần cửa sổ uống trà. Nàng không khỏi đỏ mặt, lấy tiếng là tới phụng dưỡng lão thái thái chi chính nhưng lại toàn ăn no ngủ kỹ. Cháu dậy muộn à? Lâm Di vừa cười vừa đi tới ngồi xuống cạnh lão thái thái chi chính. Lão thái thái chi chính chịu mến nhìn Lâm Di, còn trẻ nên ngủ nhiều một chút, ta nhớ lúc mình bằng tuổi cháu, trưởng bối trong nhà cũng nuông chiều mặc ta ngủ thẳng giấc. Muộn một canh giờ cũng chẳng vấn đề gì, không như về sau gả ra ngoài. Bà nói tới đây thì dừng lại, quay đầu bảo Bạch Mama, bảo nhà bếp dọn cơm lên đi. Sau khi dùng cơm xong, hai bà cháu cùng ngồi trên giường lò chơi bài lá. Lão thái thái chi chính băng quơ nhắc tới Tề gia, bọn cháu có thường lui tới không? Lâm Di khẽ lắc đầu, sau khi xảy ra chuyện với Đào Hát mẫu đơn, tỷ muội Tề gia không còn viết thư cho nàng nữa bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 49, thân cận. Lão thái thái chi chính nhíu mày, gia đình thư hương luôn câu nệ cổ hủ vậy đó, nghe được một tiếng gió thổi cỏ lay cũng phải dừng lại chờ xem cho rõ ràng, sợ bị dính tiếng xấu từ người khác. Đây là chuyện thường tình, Lâm Di cũng không bận tâm. Với cháu, cả nhà tai qua nạn khỏi là tốt lắm rồi. Lão Thái Thánh Chi chính hiền từ cười nói, đều nhờ cháu khôn khéo đấy vừa nói bà vừa vui vẻ gật gù như vậy rất tốt phải biết quản lý hạ nhân thì sau này mới có thể đảm đương công việc quản gia được ai trải qua một kiếp như nàng cũng sẽ khôn ra thôi có thể có cơ hội làm lại cuộc đời với nàng đã là ân huệ trời ban lớn nhất rồi nàng chỉ cần sống thật vui vẻ là đủ huống hồ tỉ muội tề ra làm gì nghĩ được nhiều đến vậy chỉ có người lớn mới lo lắng loại chuyện này Tiểu thư khuê các như bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo lệnh trưởng bối, đổi lại là nàng thì cũng vậy thôi. Lão thái thái chi trưởng hỏi, bên kia thế nào rồi? Có ai lại nhắc tới Đào Hát mẫu đơn không? Đại thái thái có ngầm đề cập mấy lần, ban đầu Tiêu thị còn ngượng, về sau cũng lờ bà ta luôn. Tuy bị người khác hãm hại, nhưng nói thế nào vẫn không xóa được sự thật là cha nàng đã đến thuyền hoa. Có bằng chứng rõ ràng, bọn họ cũng không thể đi biện bạch với từng người, chỉ cần triều đình không truy vấn, ngôn quan không bắt bẻ là tốt rồi. Nhị lão thái thái đồng thị đã lệnh cho đồng ma ma tra xét mọi chuyện thêm lần nữa, nhất định cũng biết lão thái thái chi trưởng có âm thầm giúp đỡ bọn họ. Cho nên mỗi lần nàng tới thỉnh an nhị lão thái thái đồng thị, đồng ma ma đều liên tục đào mắt nhìn nàng dò xét. Cho dù nàng có cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, e rằng nhị lão thái thái cũng sẽ không tin tưởng sau này làm việc nàng phải cẩn thận hơn mới được. Lâm Uyển thì vẫn đối xử với nàng như trước, thậm chí còn năng lui tới an ủi nàng nhiều hơn. Còn Lâm Phương bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi mừng thọ lão phu nhân của Phủ Ninh Bình Hầu, ngày nào cũng mải miết đọc thi từ ca phú và chọn lựa vài vóc xiêm y tới đầu tắt mặt tối, cho nên không có thời gian tới phòng nàng gây chuyện. Ninh Bình Hầu, lão thái thái chi trưởng ngẫm nghĩ, à, lúc trước là khinh xa đô ý, từng có công cứu giá thánh thượng trong một cuộc săn bắn. Sau khi con gái tiến cung, ông ta dẫn binh đi chấn giữ Nam Cương, trở về mới được phong tước hầu nhất đẳng. Đây rõ ràng là dùng con gái yêu để đổi lấy tước vị mà. Đời trước Lâm Di từng nghe nói tới Ninh Bình Hầu, bởi vì con gái thứ năm của Ninh Bình Hầu đã được hứa hôn làm quận Vương Phi cho Khang quận Vương. Ai ngờ vị ngũ tiểu thư kia bỗng nhiên mắc bệnh nặng, khiến hôn ước cứ thế kéo dài mãi chưa thành về sau mới nghe nói nguyên nhân thật sự là vì Ninh Bình Hầu đã tìm cho con gái cưng một nhà tốt hơn cả vị trí khang quận Vương Phi. Việc Ninh Bình Hầu cân nhắc trái phải xem mối nào tốt hơn nhanh chóng bị Khang Quận Vương biết được, vốn là một người khá cao ngạo, Khang Quận Vương liền nhanh chóng chấm dứt hôn ước kia. Trước khi chết nàng cũng có nghe Lâm Chính Thanh nói Hoàng thượng đã tứ hôn cho Khang Quận Vương, Khang Quận Vương Phi lúc đó hình như là cháu gái nhà mẹ của Thái Hậu, một vị tiểu thư tài mạo song toàn lâm di nghĩ đến đây thì không khỏi nhớ về kiếp trước vào thời điểm này cha nàng đã quen biết khang quận vương sau khi khang quận vương và ninh bình hầu xảy ra xích mích vì chuyện hôn ước quan hệ giữa cha nàng và anh ta càng lúc càng thân vì thế mới nảy sinh lời đồn anh ta muốn cưới nàng chứ thật ra cha vốn không hề muốn trèo cao nàng thì ngay cả phủ của khang quận vương cũng chưa từng đặt chân tới nói gì đến chuyện hôn nhân đêm tân hôn lâm chính thanh lôi chuyện này ra cũng chỉ để nhục mạ nàng mà thôi nhị thái thái điển thị và lâm phương muốn trèo cao tới ninh bình hầu những gia đình như vậy thường lấy lợi ích làm đầu điển thị gả con gái vào đó cũng chưa chắc lấy được nhiều chỗ hời nhưng ngẫm lại ninh bình hầu có thể mời nhị thái thái điển thị tức là điển thị vẫn có chỗ nào đó dùng được lão thái thái chi trưởng nhìn lâm di nhị thái thái càng ngày càng đi lại với nhiều nhà huân quý hơn chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Lâm Di gật đầu, được làm lại cuộc đời, kiếp này tuy có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng nàng chưa từng quên bài học kiếp trước. Hễ một nhà nhị lão thái thái đồng thị tóm được cơ hội, mọi chuyện tất nhiên vẫn sẽ như kiếp trước. Đào hát mẫu đơn kia, Lâm Di ngẫm lại cũng thấy sợ. Lão thái thái chi trưởng cục mắt nhìn xuống, không thành tai họa ngầm được đâu, đánh cho cô ta vài gậy thì có thể thả đi. Thả đi. Lâm Di nhìn biểu cảm lạnh nhạt của lão thái thái chi trưởng Một ý nghĩ đáng sợ chợt xẹt qua trong đầu. Bất luận thế nào cũng không thể để nàng đào hát mẫu đơn kia lại mở miệng nói lung tung. Nhất là khi nhị lão thái thái đồng thị vẫn đang nhìn chằm chặp. Cách xử lý của lão thái thái chi trưởng không hề sai. Có thể cho người đưa mẫu đơn rời khỏi kinh. Nếu có ai tìm nàng ta rồi dẫn trở về kinh. Đó chính là kẻ muốn hãm hại cha lão thái thái chi trưởng cúi đầu nhìn lâm di đây vẫn được xem là một biện pháp tốt lâm di từ tốn nói mẫu đơn chỉ chuyện nhỏ quan trọng chính là ai đang hại phụ thân cơ lão thái thái chi trưởng cẩn thận suy nghĩ ta cũng muốn là muốn rõ mọi chuyện nhưng chỉ e thằng cha cháu quá kín miệng không chịu nói thôi thế thì nghĩ cách làm cha nói ra vậy đến trưa tiêu thị sai người đến báo rằng Trần Doãn Viễn từ Nha môn về sẽ đến thăm Lão Thái Thái Chi Trường. Lão Thái Thái Chi Trường vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng lại hết sức phấn khởi. Lâm Di thở phào, khiến người cha khí khái không thích luồn cuối kia của nàng chịu dựa dẫm vào Chi Trường đúng là chẳng dễ dàng tí nào. Buổi chiều Trần Doãn Viễn và Tiêu Thị dẫn Hoành Ca tiến vào niệm từ đường thỉnh An Lão Thái Thái Chi Trường lão thái thái chi trưởng để Hoành Ca và Lâm Di ngồi ở hai bên trái phải mình, Trần Doãn Viễn và Tiêu Thị ngồi trên ghế gần đó. Lão thái thái chi trưởng vui vẻ nói chuyện nhà với Trần Doãn Viễn, lúc trước mỗi lần cậu tới đây, Doãn Lễ đều bảo nhà bếp chuẩn bị món cá quế trưng bát bảo và sườn sóc tỏi. Chiều nay ta cũng cho làm hai món này, không biết cậu có còn thích ăn không? Nghe bà nói vậy, vành mắt Trần Doãn Viễn liền ươn ướt, không chỉ nhớ tới vị đại ca luôn quan tâm mình mà cũng hoài niệm khoảng thời gian trước. Ông kiềm chế sự xúc động trong lòng, hai món này ăn ở đâu cũng không thích bằng ở chỗ của lão thái thái à. Lão thái thái chi trưởng bật cười, thích thì lát nữa ăn nhiều một chút. Quả nhiên trong bữa tối Trần Doãn Viễn ăn nhiều hơn mọi ngày. Sau khi dùng cơm xong, mọi người ngồi tụ lại cùng uống trà, Lâm Di và Hoành ca sang gian phòng phía tây nghỉ ngơi một chốc sau tiêu thị cũng bị sai ra ngoài nốt muội muội từng gặp tề nhị công tử sao nhân lúc tiêu thị ra ngoài thu xếp trả bánh hoành ca nhắc tới tề nhị lang nàng chỉ gặp một lần cách rèm mà thôi lâm di nghiêng đầu nhìn hoành ca ca cũng gặp rồi hoành ca gật đầu ừ rồi cậu nói như muốn khóc huynh ấy cho ta mượn hai quyển sách còn giao cho ta không ít bài tập tiên sinh nói có sư huynh chỉ dạy là chuyện tốt nhưng tề nhị công tử còn nghiêm khắc hơn cả cha chúng ta lâm di kinh ngạc hỏi sao tề nhị lang lại đến thư viện vậy chẳng phải anh ta học ở quốc từ dám sao hoành ca giải thích bởi vì ta là được tề ra viết thư đề cử tề ca ca vừa hay đến thư viện tìm tiên sinh nên tiên sinh mới gọi ta tới để tề ca ca chỉ bảo thêm một ít sang năm thi phủ sẽ thuận lợi hơn vòng thi sơ cấp thời minh thanh. Sau khi thông qua thi huyện, thí sinh mới có tư cách thi phủ. Thi phủ được tổ chức ở địa phương, do cấp quan từ chi phủ trở lên chủ trì. Sau khi thông qua thi phủ thì có thể tham gia thi viện. kaka bắt đầu đọc sách từ nhỏ, cha cũng ngóng trông ca có thể sớm trở thành tú tài, nên chắc lúc đưa ca đến thư viện đã đề cập với tiên sinh về chuyện này. Hoành ca ủ rũ cúi đầu kể, tề ca còn nghiêm túc nói rằng, theo tiến độ hiện giờ của ta, ba năm nữa cũng chẳng thi đậu. Lâm Di ngạc nhiên, tề nhị lang thẳng thắn thật. Tiêu thị vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ của hoành ca thì tấm lòng mẹ hiền lại nổi lên, an ủi cậu, nào nào, không sao đâu, ba năm thì ba năm, con vẫn còn nhỏ mà. Hoành ca nghe xong liền buồn bã ngước lên nhìn Lâm Di, nước mắt lưng tròng trực rơi ra ngoài. Câu này của tiêu thị chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tề nhị lang nói ba năm nữa cũng chẳng thi đậu chứ đâu nói sau ba năm chắc chắn sẽ đậu phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn